cái máy đo điều tích chu đen 305A. Máy đo này là dùng để đo các điện động cơ, tức là những cái thiết bị mà có điện đó, thiết bị mà đo điện đó là đo các điện động cơ thì chúng ta sử dụng máy đo này. Thì máy đo này là cái nắp hộp của nó là nó đây là che là về bình thường mà nó đây là về ha. Có cái đậm như thế này mới là đúng. Rồi ở trên cái bề mặt của nó là nó hiển thị như thế này. Đây, nguồn của nó nằm ở phía sau, người ta sẽ tấu hai cái mặt này, hai cái con dít này để người ta thay pin, dùng loại pin pin 2A thông thường. Thôi được rồi, không sao. Đối với anh em thì cái chuyện hai pin là bình thường, đúng không? Thì ở trong đây là nó có 6 cái pin, 6 cái đường, 6 cái pin 2A nó sẽ lắp. Thì trong cái quá trình mà chúng ta lắp là phải lắp cho đúng chiều, có đầu dương độ âm thôi. Khi lắp xong rồi thì ta sẽ chiếu nó lại đúng cái vị trí. Thì trước khi sử dụng cái máy đo thì người ta thường thường đó là người ta sẽ kiểm tra cái nguồn, kiểm tra cái nguồn bằng cách là mình lắc bật một cái công tắc nào đó, thấy nó hiển thị lên. Đây là cái nút chức năng, nút chức năng để khởi động nguồn. Thì ở đây là nó có các cái thang đo phía bên trên bằng cỏ đỏ này. Bên trên cái phần cỏ đỏ này là cái nút chức năng để chúng ta điều chỉnh cái điện áp đánh thủng các điện khi sử dụng đo. Ví dụ như tôi giả sử như là cái thiết bị đo của mình đó, là cái động cơ của mình đó là nó sử dụng điện áp dưới 250V, dưới 250V thì khi mà ta tiến hành đo thì anh em sẽ chuyển mặt cái thang này sang 250, tức là ta cấp điện áp đánh thủng các điện của cái động cơ đó là 250V, hoặc ở chế độ này, đây là cái nút test, tức là cái nút để chúng ta bấm vào đó là nó sẽ hiện số cho đo. Ở đây thì nó có hai cái que để thực hiện đo. Thì ta sẽ cắm vào ở cái chỗ nào mà ở phía sau có hai lỗ, thì cái dây đen, dây màu đen này là ta sẽ cắm vào cái lỗ đất. Còn cái này là ta sẽ cắm vào cái lỗ của que đo. Thì ở trên cái đầu của nó là ta sẽ kẹp vào trong cái vỏ của động cơ, còn ở đây là ta sẽ đo cắm vào trong những cái vị trí mà ta cần đo. Có thể là anh em sẽ đo chung sẽ đo trên cái vị trí ra, hoặc là tháo những cái đầu dây nhưng mà đầu sao cảm giác cũng là có để cắt ta đo. Thì thông thường đó, là người ta sẽ đo là người ta đo cái tổng thôi. Nếu cái tổng đạt tất cả những cái phần nhánh là nó sẽ đạt, nghĩa là nghe R tổng thì nó sẽ bằng một trên R tổng, nó sẽ bằng một trên R một của từng nhánh chia một trên cộng một trên R hai, giống như ngày xưa mình học thì để điện trở ha. Trong đây là mình mắc xem như là không. Rồi thì mình chuyển cái thang đo đó, sau đó là ta cập vào và ta bấm cái nút này, nó sẽ hiển thị cái giá trị là bao nhiêu mega ohm. Thì khi mà nó hiển thị bao nhiêu mega ohm thì chúng ta sẽ đọc cái giá trị đó. Thì giá trị đó là giá trị mà sau này nó sẽ ghi vào trong cái biên bản. Nếu như cái máy cái động cơ của mình là sử dụng điện 220-380 thì ta sẽ bật cái thang đo 500. Cái bật cái điện áp đánh thủng 500V rồi ta cũng tiến hành đo giống như là cái kia. Còn nếu mà lớn hơn nữa, cái động cơ mà sử dụng 600-700V gì đó thì ta sẽ bật đến cái thang đánh thủng 1000.
nhớ kỹ cái chỗ này thôi, để anh em đừng có những cái thiết bị mà nó sử dụng cái cấp điện áp của nó mà nhỏ, anh em mà lên đây 1000V là có thể làm hư hỏng cái thiết bị của người ta, tức là cái điện áp phá hủy cách điện này và nó lên đến 1000, đánh khủng cách điện lên đến 1000V và có thể nó sẽ làm hư cái cách điện của cái sạc cơ. Nên là ở trong đây là nó chỉ có mấy cái điều lưu ý như vậy thôi. Chúng ta tiến hành máy đo là nó chỉ có từng đó thôi. Thì là những lại cái là chúng ta chỉ đặc biệt như vậy thôi. Còn nguyên lý cấu tạo chi cô gì đó là của nhà sản xuất và nó sẽ có những cái bản hướng dẫn đi kèm theo. Mình cứ nhớ rằng cái thiết bị này là thiết bị kiểm tra độ cách điện động cơ. Còn cái thang đo ở cái cấp điện áp đánh khủng ở đây là nó phụ thuộc vào cái điện áp định mức mà động cơ mà chúng ta định đo đó là bao nhiêu. Nên là trước khi đo là em phải xem coi là trên cái lắc của cái động cơ đó là điện áp định mức bằng bao nhiêu. Điện áp định mức bằng bao nhiêu rồi chúng ta mới tiến hành đo. Lúc này là móc đo, đây ta đo, ta bấm vô đây. Nếu mà mình ở đây là nó có hai chức năng thôi. Nếu mà chúng ta bấm vào ta xây thì nó sẽ giữ, và trong những cái trường hợp là nó bức ở bên trong á mà mình không có đọc được cái màn hình này hoặc mình muốn chụp lại thì khi mà chúng ta đo là ta sẽ ấn vào đây và ta xây thì nó sẽ nằm đây luôn. Và cái giá trị đọc được ở đây là đem ra ngoài là nó vẫn hiển thị cho đây. Đem ra ngoài mình chụp ảnh hay mình làm cái gì đó mình làm. Còn cái nút này khi mà chúng ta ấn vô là nó đã thấy giá trị đó. Đây là máy đo cách điện động cơ, là độ cách điện động cơ. Trong những cái quy trình của mình là nó quy định là đối với lại 500V thì ta sẽ có cái độ cách điện động cơ là ở dưới 500 thì độ cách điện động cơ nó sẽ là 0.5 mV theo quy định của quy trình. Ta đo cái giá trị này mà nó lớn hơn 0.5 là thiết bị đã đạt yêu cầu, không đo mà nó nhỏ hơn thì đề nghị người ta đi sửa thay thế hoặc là tẩm sấy các cái cuộn dây bên trong đó. Có thể là sau một cái thời gian dài thì cái động cơ nó bị giảm, cho nên cái độ cách điện động cơ nó giảm xuống thì người ta sẽ đem nó đi ra ngoài nó tổng sấy lại, tăng cái độ cách điện động cơ lại. Đại khái là vậy.